Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với khoa học Vue.js Ở bài hôm trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đom ảo cũng như là cái cách thức hoạt động của đom ảo Thì ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tổng quan về cái vòng đời trong view là gì Thì nếu như bài trước các bạn đã hiểu được rồi thì ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hơn về cái lifecycle trong view thôi Đó thì mình sẽ lấy một cái ảnh này, ở bài này thì mình sẽ nói tổng quan các cái bước còn các bài sau thì mình sẽ nói cụ thể từng cái bước một trong cái lifecycle của view thì uh, đầu tiên là cái bước khởi tạo creation thì nó sẽ có là before trong hook của chúng ta thì sẽ có là before create and created đó thì cái giai đoạn này nó sẽ bao gồm cái việc là khởi tạo component cũng như là thiết lập các cái thủ tịch bắt đầu đó thứ hai đó là cái việc là mounting gắn kết thì cái giai đoạn này nó liên quan đến cái việc mà nó gắn component vào dom và dom thật đó, và thực hiện các cái thao tác liên quan đến đo thì chúng ta sẽ có hai cái hook đấy là before mount và mount thật đó và thứ ba đó là cập nhật updating thì cái giai đoạn này nó sẽ xảy ra khi cái dữ liệu công một lần thay đổi đó nó chính là cái phần này này hay cái bài hôm trước thì chúng ta sẽ có là phần cái cái hoạt động trong đo nó sẽ là phần uh, <laughs> so sánh diffing và cập nhật là batching đó thì cái giai đoạn này khi mà cái dữ liệu của công thay đổi thì nó dẫn đến cái việc là cập nhật lại cái UI hay cái giao diện người dùng. Và chúng ta sẽ có hai hook đó là before update và updated. Và cuối cùng là Thì bỏ hay là ăn mau tinh. Thì cái giai đoạn cuối cùng xảy ra khi mà cái component nó bị loại bỏ ra khỏi đo Đó. Thì chúng ta sẽ có hai hook là before ăn mau và mau Thì nếu các bạn để ý ở trong code của chúng ta ấy thì ở trong cái file index app.html này đó thì chúng ta sẽ có một cái id là app đó thì đây chính là cái đom thật cái đom thật của chúng ta thực tế nó chỉ có app thôi còn lại cái việc khi mà chúng ta hiển thị ra ui ấy, ví dụ như là chúng ta hiển thị ra cái này này đó thì chúng ta sẽ có một cái id là app và nó sẽ có các cái phần mà chúng ta cốt đây đúng không đó thì các cái phần này ấy là do cái cơ chế của view đó, nó sử dụng đom ảo để nó update nó gắn vào cái đây đó. mọi người hiểu đầu tiên là chúng ta chỉ có cái thằng này thôi thằng id là app thôi đó và thằng thằng vgs nó sẽ có cơ chế các cái vòng đời để nó gắn cái đồng ảo cái này nó được sinh ra từ đồng ảo nhé sau nó gắn vào đồng thật đó thì ở bài hôm trước mình cũng đã nói về cái lợi ích của đồng ảo rồi thì mọi người có thể hiểu được đó. rồi thì ở bài này mình sẽ nói tổng quan về cái vòng đời của view thôi các bài sau thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể các cái hook nhé và cái cách sử dụng của cái hook như nào ok